Em Lưu ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày thứ 6 ngày hôm nay thì em Hương lại tiếp tục lên sóng báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên em. Em chào anh trai Trương Nguyễn ạ. Ngày hôm nay thì rất là hoan hỉ khi mà em Hương lại về thêm được rất là nhiều mẫu xe mới nhé. Tối ngày hôm qua thì nhận cọc một chiếc xe Captiva 2007 nước sơn màu đen đẹp, xe đăng ký 7 chỗ ngồi về làm dâu Vĩnh Yên. Làm dâu Vĩnh Yên Captiva màu đen rồi các bác nhé. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay thì em Hương lại về thêm được một chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi số tự động màu trắng ạ. Bác nào đang quan tâm và cầm tìm cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi màu trắng mà giá chỉ nhô 200 một thôi thì các bác ơi để lại số điện thoại nhé. Em chào anh Đức Anh Nguyễn này, chào bác Bình Xuân này, chào con, chào cậu Thiết Đồng này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay em về thêm rất là nhiều Vios, em về thêm màu vàng cát 2016 này, 2017, 2015 có Vios này. Và về thêm i10 2016 bản đủ nước sơn màu bạc, xe gia đình giá chỉ 279 triệu thôi. 2016 i10 bản đủ 1.2 về thêm các bác nhé. Chào anh Bình Xuân, chào anh Hiếu Mâm này. Chào anh Vũ Văn Hiếu đúng không ạ? Chào bác Hiếu Mâm là thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kết nối qua Zalo cho em qua số hotline em sẽ ghi vào đây nhé. Số hotline của em Lê Hương là 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Số hotline của em Lê Hương là 0354602790. Các bác nhà mình ơi, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em nhé. Chào em gái nhé. Chóng quá. Tí nữa bắt đầu mới má hồng anh ơi. Bây giờ đầu like là vẫn còn thoải mái lắm, vẫn còn tươi lắm. Một chút nữa thôi, chỉ cần lên sóng 30 phút thôi là bắt đầu say lắng, là lắng quá là bắt đầu hồng hết cả má lên. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em, giá chỉ từ 98 triệu có Spark 5 chỗ ngồi cho các bác nhà mình đi gia đình. Sắp Tết rồi, thời điểm bây giờ là các bác mua xe là hợp lý luôn ạ. Thời điểm bây giờ là các bác mua xe hợp lý luôn các bác nhé. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Cho em Hương xin phép một phút nữa thôi. Một phút nữa thôi là em Lê Hương sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Đây ạ, em xin phép được ghim số điện thoại lên đây này. Số hotline của em Lê Hương là 0354602790. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe gia đình thì có thể alo cho em ạ. Có thể để lại số điện thoại em tư vấn xe gia đình nhé. Muốn chạy dịch vụ em cũng có xe luôn. Những dòng xe như i10, Innova, Vios là những dòng xe các bác có thể cân đối để chạy dịch vụ nhé. Chào bác Nại Liêm, chào bác Nguyễn Thương nào. Em xin phụ phút nữa thôi. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên giúp em nào. Đẩy view mạnh mẽ lên giúp em nào. Một chút nữa thôi thì em sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Em về thêm Captiva này, Captiva số tự động 2010 màu trắng này. Captiva màu trắng em về thêm rất là nhiều luôn. Đẩy view, đẩy like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Ok, anh Đoàn Tấn Phát nào, đè một chấm vào đây nào. Chào bác Đặng Tuấn này, chào bác Sơn Cường. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Em Hương xin phép được quay sang cam sau luôn nhé, để đi báo giá, để không làm mất thời gian của các bác nhà mình. Rất là nhiều mẫu xe mới về. Để lại số điện thoại, em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn cho bà con nhà mình nhé. Dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Em còn mới về thêm cả i10 đây. Bác nào quan tâm về i10 có i10 đây. Em chào anh Văn Khương, chào chị gái Thơm Lê. Đẩy view lên giúp em nào. Hôm nay thì em Hương về thêm một chiếc xe Hyundai i10. i10 đời 2015 nhưng mà lên form 17 nhá. Nước sơn màu trắng đẹp, sơn si sạch sẽ rồi. i10 em đang chào bán với giá là 215 triệu ạ. 215 triệu có i10 đời 2015 nhưng lên form 2017 rồi. Ok, chào Giang Hoàng Nguyễn nhá, chất quá. Chốt chiếc xe nào để lại số điện thoại mình tư vấn và hỗ trợ nhé. Em chào anh Nguyễn Đức Mạnh này, chào anh Nguyễn Trương ạ. Nay anh chịu rồi. Anh như vậy là em buồn lắm luôn đấy ạ. Chào anh Nguyễn Đức Hạnh nhé, chào anh Giai Văn Khương nào. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. i10 2015 lên form 2017 luôn. Số sàn bản thiếu 1.0. Màu trắng đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Máy số zin, keo chỉ zin, cột kèo đẹp luôn các bác nhé. Mà giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. 215 triệu cho chiếc xe i10 2015 các bác ơi. Lên màn hình Android rồi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác nhà mình ơi. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ.
đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Ok chưa? Y10 2015. Nhưng là lên form 216 và giá chỉ có bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 215 triệu thôi. Tầm tiền 200 triệu nhô 200 một chút. Các bác cân đối tài chính xem Y10 cho em nhé. Vì cái tầm tiền như vậy mua Y10 quá là hợp lý rồi. Và giá chào bán đây ạ, giá chào bán của Y10 vẫn chỉ với giá là 215 triệu thôi. Lên form mới nhá, 215 nhưng mà lên form 217 nhá, không phải form cũ đâu ạ. Rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bên cạnh Y10 thì em còn có một chiếc xe Lacetti CDX này. À đâu, đây là một chiếc xe Lacetti SE, em xin lỗi nhá, Daewoo Lacetti SE biển thủ đô Hà Nội. Cũng là cái tầm tiền 200 nhá, tầm tiền 200 các bác này. Lacetti SE đời 2010 và giá chào bán chỉ có 199 triệu thôi. 199 triệu cho chiếc xe Lacetti SE, sedan 2 đầu nước sơn màu đen đẹp đây ạ. À, lên màn hình Android cảm ứng rồi, nhưng giá chỉ có 199 triệu thôi. Nội thất sơn si cực kỳ sạch đẹp luôn các bác nhé. Nước sơn màu đen biển thủ đô Hà Nội 199 triệu. Các bác nhà mình đang quan tâm thì có thể để lại số điện thoại nhé. Em chào chị gái Kim Cúc ạ. Chào bác Hùng Nhôm Kính, chào bác Vũ Nguyên, chào anh Giai Sáu Long. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em ạ. Lacetti SE đời 2010 nhưng giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có 199 triệu thôi. Ngày hôm nay em về thêm rất là nhiều những mẫu xe nhá. Về thêm Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Chị gái Kim Cúc ơi, mua xe em Hương về đi chỉ có tít thôi. Ok chị gái Kim Cúc nhá, một cái bình luận, một cái feedback yêu thương của chị gái Kim Cúc đã ủng hộ em Hương một chiếc xe Hyundai Accent 2011 số tự động đẹp. Em đã nói rồi, đến mua xe xem xe của em Hương, nhất định em sẽ cung cấp cho các bác một mẫu xe hài lòng nhất. Tin tưởng ở em Hương một phần thôi thì em sẽ cho các bác nhà mình 99% sự hài lòng luôn ạ. Chị gái Kim Cúc ơi, nếu như chị gái nhà chị thích 5 chỗ ngồi gầm cao thì có thể cân đối cho em ở chiếc Eco Sport này. Eco Sport đời 2016 số tự động đẹp bản titanium cao cấp. Đời cao nhưng giá hợp lý luôn. 445 triệu cho chiếc xe Eco Sport biển 88 Vĩnh Phúc. Nước sơn màu trắng đẹp các bác nhé. Eco Sport bản titanium. Xin nhan trên gương, số tự động đẹp, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1 2024, rất là dài luôn nhé. À, bình thường Eco nó sẽ là đèn halogen, nhưng chiếc Eco này của em được bác chủ cũ độ lên đèn bi nhé. Eco độ lên đèn bi salon, có đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Biển 88 Vĩnh Phúc ạ, xe đẹp ok. Em cảm ơn bác Hùng Nhôm Kính lại đẩy view cho em nào. Nước sơn màu trắng đẹp, có Eco Sport màu trắng luôn. Giá chào bán là 445 triệu. Biển 88 Vĩnh Phúc này, không mất một phân keo chỉ cột kèo nào, trần cũng giữ được nguyên là trần zin nhá. Cửa sổ này, túi khí an toàn này, đề lỗ thông minh nào, điều hòa mát lạnh. Ok, chờ có bằng là chị y lấy xe. Ok chị ơi, hiện tại bây giờ xe đang rất là đẹp. Thời điểm này sẽ nhiều xe đẹp hơn thời điểm Tết, mà giá sẽ hợp lý hơn. Theo kinh nghiệm nhiều năm bán xe của em thì các bác đừng lên rồi mà đến tháng Tết ạ. Cứ tầm giờ là mua là hợp lý này. Đến tháng Tết kể cả từ bộ quần áo hay là những cái vật phẩm bình thường nó cũng lên giá thì ô tô cũng không tránh được. Nên các bác ơi, thời điểm bây giờ là mua ô tô là hợp lý nhất nhé. Bản titanium, phím mở một trạm thông minh, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. 445 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Bao hồ sơ và em còn mất thêm. Đẩy rồi em ơi, ok anh Giang Nguyễn Trương ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Mấy hôm nay cô Facebook lại ghen ghét với em rồi. Các bác bên YouTube ơi, các bác bên Facebook ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhé. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao 445 triệu. Em có 4 chiếc Eco, màu đỏ, màu trắng, màu lâu, màu cam, rất là nhiều Eco. Ví dụ như mà màu trắng thì nó bình thường thôi, nó là quốc dân rồi. Mà muốn nổi bật hơn một chút thì đây, một chiếc xe Eco Sport zin đẹp toàn tập luôn. Giá chào bán cũng chỉ nhô một chút thôi, 458 triệu. Eco Sport đời 2017. Ví dụ như các bác là nữ này, bình thường các bác là nam thì không thích màu cam mấy đúng không ạ? Nhưng các bác là nữ giống như em Hương vậy, những cái màu mà sặc sỡ nhiều màu em rất là thích luôn. Đi xe ô tô nó phải nổi bật lên thì mới đẹp. Em thấy là thế đẹp, rất là thích màu nổi luôn các bác nhé. Eco Sport 2017 đây, đời cao hơn một đời, nhưng giá cao hơn có một xíu thôi, 458 triệu. Em này cũng là bản titanium này, lên đề lỗ thông minh, điều hòa mát lạnh, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rồi. Và có cho em mà cửa sổ trời nhá. Giá chào bán là 458 triệu. Keo chỉ zin, táp ly cửa không hề có một vết bóng vết xước nào.
keo chỉ cột kèo nguyên zin luôn các bác nhá. Ok ơi, các bác mà mình ơi chia sẻ lên cho em nào, cho anh Giai Nguyễn Thanh nào. Hôm nay em về thêm Vios đời 2012 bản e xịn, giá chỉ trên 200 xe gia đình các bác nhé. Bác nào quan tâm về Vios bản e xịn giá trên 200 thì để lại số điện thoại em tư vấn nào. Và đừng quên những lượt like, những lượt tim cho em ạ. Ok, chúc em chốt nhiều xe. Ok, cảm ơn anh Giai nào. Anh Giai Trung Nguyễn ơi, chị gái Kim Cúc ơi, đẩy view lên cho em nào. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, trần nỉ zin, điều hòa mát lạnh, đời cao luôn nhá. 4 quả loa to bản, thêm 2 loa chép, nghe nhạc giải trí cực kỳ phê luôn. Mà giá bao nhiêu ạ? Giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 458 triệu. Phím mở một trạm thông minh, hai cánh trước, khoang cốp cũng có phím mở một trạm thông minh. Và em này là mở ngang nhá, mở khoang cốp ngang ạ. Giá chào bán là 458 triệu, em còn bớt thêm, bao hồ sơ thêm cho các bác nhà mình. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Chào bác Huỳnh Thị Vân, chào bác Nguyễn Thảo ạ, chào anh Vũ Đức Cường nào. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. À, ngày hôm nay đây, các bác này, hôm qua thì em Hương đã dừng giao dịch chiếc xe Captiva này 2007, giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi, số sàn. Dừng giao dịch về Vĩnh Yên nhá. Dừng giao dịch Captiva màu đen sau 2 ngày nên sóng, đã dừng giao dịch Vĩnh Yên rồi. 7 chỗ em còn rất là nhiều. À, buổi sáng ngày hôm nay thì em còn về thêm, cập bến thêm một chiếc xe Captiva số tự động nhá. Captiva số tự động 2010 màu trắng là nhập đội này. 7 chỗ số tự động em còn rất là nhiều. Ví dụ như chiếc xe này là chiếc xe Kia Carren. Kia Carren đời 2010. À, đời 2013, xin lỗi ạ, đời 2013. Trần nỉ zin có cửa sổ trời, Kia Carren với điều hòa auto, vô lăng tích hợp phím bấm, ghế da zin, nước sơn màu vàng cát đẹp, em đang bán là 368 triệu. Em chào anh Giai Mất Niềm Tin nào, chào bác Trình Nguyễn nào, các bác ơi đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Kia Carren đời 2013, máy số zin, xe gia đình, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ cho em ạ. À, cảm mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em nhé. 368 triệu có Kia Carren. Isuzu D-Max chính thức dừng giao dịch Đồng Nai rồi, cắt lỗ thành công rồi các bác ơi. Em đã bảo rồi, xe tư nhân này, một chủ từ đầu này, máy số zin, sơn zin, em đã còn cắt lỗ nữa, không mua xe này thì mua xe gì. Isuzu D-Max bán tải dừng giao dịch này. Captiva màu đen 2007 cũng dừng giao dịch này. Ngày hôm nay còn về thêm Vios màu vàng cát đây. Vừa mới về thêm Vios màu vàng cát đây các bác này, 2016 nhá. 2017 à, lại về thêm Vios 2017 luôn. Hiện tại em Hương đang có hai chiếc xe Vios 2017 màu vàng cát đây. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em ạ. Còn đây chính là chiếc xe Vios mà nhiều các bác quan tâm nhất trong buổi tối ngày hôm qua khi mà em lên sóng một chút thôi. Vios đời 2012, động cơ trang bị 1.5, bản e xịn số sàn đây ạ. Bản e xịn số sàn Vios đời 2012 nhé. Và em đang chào bán với giá là 269 triệu. Xin nhan trên gương, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Các bác nhìn xe gia đình nó chuẩn chỉ nó phải thế này các bác nhé. Các bác nhìn này, bản e nhé, không phải là bản limo lông đâu, bản e đấy ạ. 2012 form cũ nhưng mà các bác nhìn chất lượng đấy ạ. Cho anh xem con Ford đỏ. Ok, bác Nguyễn Thảo giúp em máy giúp em nào. Xin nhan trên túi khí an toàn tích hợp trên vô lăng. Vô lăng rất là đẹp nhá, lên màn hình Android rồi, không hề có dấu hiệu khoan đục, trần nỉ zin. Vios đời 2012 với cái tầm tiền 269 triệu, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Gần đến Tết rồi không mua xe này thì mua xe gì ạ? Anh ơi, con xe Eco màu đỏ là em có khách rồi, em còn màu cam thôi. Anh Nguyễn Thảo ơi, Eco em còn màu cam 2017 nhá, 458 triệu giữ máy giúp em ạ. 458 triệu giữ máy giúp em. Còn đây là chiếc xe Vios em mới về buổi chiều ngày hôm qua. Vios đời 2012, xe gia đình, số sàn, động cơ trang bị 1.5 nhá. Biển 98 này, ốp hết cho em là mạ chrome cao cấp, đèn pha này, đèn hậu này. Cảm biến va chạm thì em này chưa có, nhưng có cam lùi rồi. Có cam lùi và có màn trình hình Android cảm ứng nhá. Cột kèo, keo chỉ giữ nguyên bản cho em. Rất là ít khi về được chiếc xe Vios này. Quá là đẹp luôn ạ. Anh Thảo Nguyễn ơi, để máy giữ máy giúp em nào. Eco Sport em còn có cả màu lâu này. Eco Sport có cả màu lâu, hay còn gọi là màu titanium đây. Eco Sport đời 2015 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 à. À,
Em này là đời 2015 chuẩn nhá, sản xuất năm 2015, máy số zin, xe gia đình. Đời 2015 Eco em đang chào bán với giá là 415 triệu. Hiện tại em hướng rất là nhiều những dòng xe Eco, gầm cao 5 chỗ ngồi, chân dài để đi thoáng đây. Xin nhan trên gương này, phím mở một trạm thông minh. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao giá nhô 400 thì để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Eco Sport đây, giá chào bán 415 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm Túc Sơn này các bạn, Túc Sơn này rất là tiếc không phải của nhà em đâu, Túc Sơn là của khách các bác nhá, Túc Sơn là của khách này. Kia Morning số tự động em có rất là nhiều, màu xanh, màu trắng em đều có này. Ví dụ như chiếc xe Kia Morning này giá chỉ có 146 triệu thôi. Đẩy view đẩy nay mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Ngày hôm nay thì em còn về thêm Kia Morning số sàn đây. Kia Morning số sàn đời 2012 và em đang bán là 138 triệu số sàn biển 89 nước sơn màu xanh nhé. Nước sơn màu xanh cốm này, màu vàng bơ này, nhìn rất là đẹp luôn. Số sàn xe công vụ đây. Hôm qua em lại bán chiếc xe Kia Rio 2015 đẹp rồi. Bán chiếc xe Kia Rio rồi. Em chào anh Giai Thành Công, chào anh Nguyễn Thượng Luận, các anh Giai nhà mình ơi, đẩy view lên giúp em nào, chia sẻ lên anh Thành Công thôi. Chào em Hương xinh gái nhé. Anh ơi chia sẻ giúp em lên các trang cá nhân và hội nhóm nhá. Ngày hôm nay em lại có vấn đề về lượt tương tác rồi các bác nhà mình ơi, đẩy view giúp em nào. 5 chỗ ngồi gầm cao vừa rồi anh ấy bọn em quay lại đây. Anh này con này không phải là màu đỏ đâu mà là màu cam nhá. Eco Sport đời 2017 với động cơ trang bị của em nó là 1.5 máy Eco và em đang chào bán là 458 triệu ạ. 458 triệu có Eco Sport đây. Đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Anh Nguyễn Thảo ơi, có Eco đây nhá, có Eco Sport đây ạ. Đẩy view, đẩy like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Mà giá chỉ có bao nhiêu ạ? Giá chỉ có hơn mà mấy chục triệu đã mua được xe rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao em có này. Ở đây em còn có một dàn những dòng xe rẻ tiền nhá. Ít tiền đây. Một chiếc xe Sờ Bắc đời 2010. Động cơ trang bị 0.8 bản lắp ráp tại nước, trong nước. Lắp ráp trong nước nhá, mà giá chào bán chỉ có 98 triệu thôi. Các bác có thể đi gia đình này, vì em này là xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn si sạch sẽ, máy số đại chất luôn. Lên na răng rồi, nước sơn màu trắng đẹp. Thay một chiếc xe máy cho em thì các bác có thể cân đối cho em về Sờ Bắc này. Sờ Bắc đời 2010 và em đang bán là 98 triệu đây ạ. Con chào dì Vũ Huế, dì Vũ Huế ơi, đẩy tim đẩy nai cho con nào. Chào anh Đặng Văn Tú này, chào bác Tình Nguyễn nào. Đẩy view lên chào bác Ngô Bảo nhá. Sờ Bắc 2010 giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 98 triệu cho chiếc Sờ Bắc đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đèn là đèn halogen, dòng này có đèn gầm rồi. Có đèn gầm rồi, đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác ơi, lên rồi. Anh Giai Bùi Tấn ơi, thả tim chia sẻ cho em nào. Chào anh Giai, nhà hết gạo. Nhà còn hết gạo ạ. Sờ Bắc xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn si sạch sẽ, nội thất đẹp đây. Mà giá chỉ có bao nhiêu? 98 triệu có cho em một chiếc Sờ Bắc này. 98 triệu là có một chiếc xe Sờ Bắc các bác nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bên cạnh chiếc xe Sờ Bắc số sàn 98 triệu thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đây, biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp. Kia Morning em đang chào bán với giá là 195 triệu. 195 triệu có Kia Morning biển thủ đô Hà Nội. Em này có xi nhan chân gương la răng thể thao rồi. Đèn gầm sáng này, đèn pha cũng sáng luôn. Sơn si sạch sẽ nhá. Các bác nhà mình ơi, chỉ cần cọc 5-10 triệu thôi là em đánh xe tận nhà cho các bác nhà mình rồi. Ship xe về tận sân. Những chiếc xe mà em đã cam kết và đã chào bán cho các bác nhà mình thì em cũng bao luôn. Là không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ các bác nhé. Chủ mã đầy đủ này, không bị phạt nguội, em check hết rồi. Gầm khung, gầm bệ, sắc lét luôn. Còn đây là bên trong nội thất của chiếc xe Kia Morning đời 2008 nhưng mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Nhưng giá chỉ có 195 triệu thôi ạ. Chia sẻ cho em Hương quá trời luôn. Ok, em cảm ơn anh Gia, mất niềm tin. Khách VIP nó phải khác đúng không ạ? Khách kim cương nó phải khác đúng không anh ơi? Phải đẩy view giúp em gái nào. Nhiều xe đẹp như thế này, khi nào mà chốt xe là khách VIP giá nó phải khác rồi. Rất là nhiều khách hàng mua xe của em Hương, một anh là khách VIP đấy. Vâng, khách mà khách hiện lên là kim cương thế kia thì lúc nào cũng phải là giá ok nhất nhá.
số tự động này, sấy sưởi ghế hai vùng, nội thất đẹp luôn. Với cái tầm tiền chưa đến 200 mà các bác cân đối về mua Kia Morning thì bác nên tham khảo chiếc xe này của em ạ. Vợ đi đưa đón con đi học này, đi gia đình công sở đều là ok các bác nhé. Máy số ngon, không đâm xô và không ngập nước, bao trên hồ sơ cho các bác nhà mình luôn, bao hồ sơ luôn. Giá chào bán là 198 triệu, em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Ok chưa ạ? Hồ sơ thì cứ để em Hương lo nhé. Hồ sơ bây giờ nó rơi vào tầm tùy vào bộ, bộ thì hơn 3 triệu, hộ thì hơn 4 triệu, bộ thì hơn 5 triệu. Bao nhiêu thì bao nhiêu, cũng cứ để em Hương lo, để các bác không phải đi lại vất vả nữa. Em có dịch vụ thì làm nó nhanh hơn các bác nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nữa đây, ba chiếc xe tập và lái được cho mình. Giá em đầu tiên là em Spark chỉ có 98 triệu này. Kia Morning tự động cũng là 198 triệu này. Hôm nay em còn có Kia Morning số sàn đây. Kia Morning số sàn đời 2011, bản lắp ráp trong nước nhá. Biển 26, nước sơn màu bạc, sơn si đẹp, máy số ngon, đi cực kỳ sướng luôn. Đi tầm giờ đi xe gia đình quá là ok luôn. Thay vì mua một chiếc xe SH vẫn còn lắng còn mưa thì các bác ơi, em có đây 130 triệu các bác nhìn này. Dù là 130 triệu nhưng các bác chủ cũ giữ này, táp ni đẹp này, móc khóa sáng này, vô lăng thiết kế ba chấu ghế ra cũng đẹp luôn. Vẫn còn giữ được nguyên trần, không hề bị mất trần. Cột kèo keo chỉ còn nguyên bản cho em ạ. 130 triệu có Kia Morning cho em ạ. Và em này là số sàn nhé. Các bác bằng B2 thì có thể tham khảo này. Đi số sàn thì nó sẽ hơi bất tiện hơn một chút so với những dòng xe khác. Nhưng được cái là nó khỏe đúng không ạ? Số sàn các bác làm thích đi hơn nhiều. Tập lái em này quá là chuẩn luôn. Đi gia đình nhá. 130 triệu cho chiếc xe Kia Morning số sàn của em ạ. Cảm ơn những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ từ khách hàng thân yêu của em nhé. Chào anh Mai Thức ạ, chào anh Đàm Thuấn, chào anh Đoàn Doan Nguyễn, chào anh Nguyễn Kim Thiết ạ. Chào bác Vĩnh Đình. Ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua thì lại lại cọc thêm một chiếc xe Kia Morning 190 triệu. Em ơi, em đang bán con này bao nhiêu nhỉ? 198 triệu. Anh Quang Nguyễn ơi, 198 triệu nhá. Nếu như mà trong buổi báo giá ngày hôm nay, ngày hôm nay là một cái ngày mà rất là nhiều các bác tham gia, thì hôm nay các bác này, anh Quang Minh ơi, nếu như mà anh dám trả giá 190 triệu thì em dám chốt cho anh. Thật sự là anh có thiện chí chốt chiếc xe Morning này của em hay không? Nếu như mà hôm nay anh Quang Nguyễn mà chốt chiếc xe Morning tự động màu trắng biển thủ đô Hà Nội bản nhập này của em, thì em sẽ để cho anh Quang Nguyễn với giá là bao nhiêu? 190 triệu, ok chưa anh? Anh Quang Nguyễn ơi, 190 triệu, nếu anh cần rút hồ sơ thì em sẽ bao hồ sơ cho anh. Còn nếu như muốn giữ nguyên biển Hà Nội thì em sẽ bao công chứng ủy quyền cho anh. Ok chưa ạ? Anh Quang Nguyễn còn ở đây không ạ? Bán tải Toyota Hilux em tạm hết nhá. Bán tải em chỉ còn Chi Tông này. Và em chỉ còn Corolado thôi nhá, của nhà Chevrolet thôi. Anh Quang Nguyễn anh còn ở đây không ạ? 190 triệu em bào việc cho anh... cho anh Quang Nguyễn luôn. Ok chưa? Bình thường em chỉ bớt vài triệu lộc lá cho dòng xe cỏ thôi, nhưng riêng khách hàng chốt trên livestream thì lúc nào em cũng để giá yêu luôn. Quan trọng là anh có dám chốt hay không thôi ạ. Hay là chỉ bình luận ở đây thôi, đến lúc em đồng ý bán rồi vẫn lại còn sợ hớ nhá. Giá này là không hề hớ đâu, trước mắt hàng trăm khách hàng thì không hề hớ đâu anh nhá. 198 triệu còn 190 triệu. Anh cần rút hồ sơ em vẫn bao hồ sơ cho anh. Anh bình luận chốt trên đây cho em nào. Ok chưa? Để lại số điện thoại và bình luận chốt trên đây, em sẽ ghim tài khoản ở đây để anh chốt cọc giữ xe cho anh luôn. Chỉ cần giữ xe 5 triệu thôi là xe đã là của anh rồi. Ok chưa ạ? Nội thất bên trong đẹp này, táp lô cũng đẹp luôn, không hề có dấu hiệu bờn hay là rách này. Vô lăng thiết kế ba chấu này, túi khí an toàn, ghế da căng mọng. Trần nỉ zin không hề bị ố hay bị ám nhé. Đầu đài màn hình nghe nhạc giải trí bằng radio cho em này. Hỗ trợ đầu DVD. Sấy sưởi ghế hai vùng, ok chưa ạ? Anh Quang Nguyễn ơi, anh có dám chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay không? 190 triệu là xe của anh ạ. Đấy, bác Đàm Thuấn nói quá chuẩn luôn. Chốt đi anh Quang Nguyễn, tiền ít lại được đi tự động. Tiền ít đi tự động màu trắng đẹp, lại còn có biển thủ đô Hà Nội các bác nhé. Biển thủ đô Hà Nội bao giờ nó cũng được giá hơn những biển tỉnh ạ. Vì sao? Vì khi mà vào tên Hà Nội nó sẽ đắt hơn. Nếu như bác nào mua xe trên Hà Nội toàn phải kén biển thôi. Ok chưa ạ? Nhiều xe đẹp quá mà chưa đủ xe mua, ok luôn. Có xe 7 chỗ nhá, em chỉ đợi anh Quang Nguyễn ơi, anh Quang Nguyễn chốt đi nào. 190 triệu vào cho anh Quang Nguyễn đi.
Có con nào rẻ hơn không? Có luôn anh ơi, rẻ hơn thì em có sờ bắc này. Con này số tự động là 198 triệu. Chốt cho anh Quang Nguyễn là 190 triệu. Ok chưa? Còn nếu như các bác quan tâm về số tự động, em còn Morning màu đen đời 2006 nhá, giá cũng chỉ có 155 triệu thôi ạ. Ông chạy rồi, ok, anh Đàm Thuấn em biết mà. Ông chạy rồi, ok. Sang form khác, mẫu khác nào. Ở đây thì em có Spark này, nếu rẻ hơn số sàn mà cũng màu trắng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Thì em có Chevrolet Spark đây ạ. Anh Đức Thắng ơi, 7 chỗ em có Innova này, Captiva tự động màu trắng này vừa mới cập bến xuống. Xong, Captiva màu đen kia thì em chốt rồi. Có Kia Carens, Kia Carens số tự động đời 2013 và em đang bán là 368 triệu nhé. Captiva máy dầu 2009 315 triệu. Giữ máy nào nhiều dòng xe 7 chỗ này. Dòng xe giá rẻ thì em có đây, 98 triệu đời 2010. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Hôm nay em bị ốm ạ, ốm từ sáng rồi. Hôm nay là em không định là live stream đâu, nhưng ngày mai thì em xin phép các bác nhà mình nhé. Trưa ngày mai là em có việc gia đình nên em sẽ nghỉ buổi live. Nên là hôm nay mặc dù là ốm ơi là ốm, mất hết cả giọng rồi, nhưng em vẫn cố live stream anh Đàm Thuấn nhá. Anh Đàm Thuấn ơi, thương em Hương nào, đẩy view lên cho em nào, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhá. Vừa rồi bác nào hỏi em về tự động giá rẻ thì em có đây, Kia Morning số tự động, xe tư nhân gia đình sử dụng đây. Và em đang chào bán với giá là 155 triệu ạ. 155 triệu có Kia Morning đời 2006 số tự động nhá. Em này cũng là bản nhập khẩu này. Vô lăng thì có túi khí an toàn này, ghế da cao cấp luôn, xịn sò chưa, một bộ ghế da tươi mới này. Ghế da này là em Hương mới. Em Hương chốt chưa? Ghế da này là em Hương mới bọc lại nhá. Vì hôm trước em mua con này của một bác ở bên Thanh Hà Hải Dương, nhà có con bé nên là vẽ hơi bẩn vào. Em đầu tư lại rồi, đầu tư bộ ghế da mới luôn. Kia Morning đời 2006 đây, giá chào bán chỉ có 155 triệu thôi. Bác nào thích số tự động đây thì em có Kia Morning ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em các bác nhá. Ngày hôm nay thì ốm nên là giọng nó hơi khó chịu một chút này. Bên đây thì em còn có về thêm một chiếc xe cờ đuôi nhá, Chevrolet cờ đuôi thương hiệu Mỹ, nhưng mà em này bản lắp ráp trong nước. Một chiếc xe các bác đã từng đi rồi, nói rằng đầm chắc như là Camry luôn. Cờ đuôi 2011 biển thủ đô Hà Nội, muối nước sơn màu vàng gold. Em có hai chiếc, một chiếc 2016 này, một chiếc 2011. Chiếc 2011 này em đang chào bán với giá là 245 triệu. Nước sơn màu vàng gold, một dàn lốp dày, các bác nhìn lốp này, một dàn lốp dày, la răng thể thao, phanh ABS đẹp. Và em đang chào bán là 245 triệu ạ. 245 triệu cho siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi. Vô lăng thì đẹp luôn các bác nhé. Vô lăng ốp mạ chrome này, túi khí an toàn, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android giải trí có đầy đủ cho em. Trần da 6D, ghế da cao cấp, biển thủ đô Hà Nội nhé. Em đang bán chiếc này với giá là 245 triệu. Bác nào quan tâm thiện chí để lại số điện thoại, em còn bớt thêm bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Bác nào mà trên Hà Nội cầm tìm chiếc xe trên 200 triệu biển Hà Nội quá là đẹp luôn này. Cảm biến phía sau có 4 mắt cảm biến nhá. Cờ đuôi 2011 em đang bán là 245 triệu. Bên cạnh cờ đuôi 245 triệu biển thủ đô Hà Nội thì em còn có một chiếc xe cờ đuôi 2016 đây. Chevrolet cờ đuôi 2016 máy số zin, em đang chào bán với giá là 335 triệu biển 30 thủ đô Hà Nội. Em cờ đuôi 2016 này sẽ form mới hơn so 2011. Đây nó sẽ nhiều option hơn nhá. Cụm đèn pha là đèn halogen này, có đèn gầm, giải đèn led, gương kính cụp chỉnh và có xi nhan trên gương. Cờ đuôi màu vàng gold 2016 máy số zin em đang bán là 335 triệu. Nên màn hình Android cảm ứng này, vô lăng tích hợp các phím bấm ạ. 335 triệu. Ok anh Thắng ơi, để lại số điện thoại và cùng em xem buổi báo giá này. 7 chỗ ngồi thì nhiều nhất và thương hiệu nhất vẫn là Innova. Innova đời 2015 em mới về đây. Chiếc xe này là đời 2015 form mới ạ. 230 triệu. Anh nào bình luận đây. Bác Phạm Ngọc Linh ơi, ngày hôm nay nhá, cứ trả giá là em bán này. 230 triệu vào việc cho anh Ngọc Linh này. Vào việc cho anh Ngọc Linh. Quan trọng là anh có dám chốt hay không, hay lại như anh Quang Minh kia, khi mà em chốt rồi chạy mất không thấy bình luận gì luôn. Ok, chợ bình thường em chỉ bớt 5 triệu, 10 triệu thôi là tối đa. Nhưng riêng khách hàng trên livestream trả giá là em chốt. Anh Phạm Ngọc Linh ơi,
230 triệu em bao công chứng ủy quyền cho anh, có vào việc được không? Các bác nhà mình thường xuyên theo dõi những buổi báo giá trực tiếp của em thì thấy rằng có bao giờ em bớt nhiều như vậy không ạ? Chỉ khách trên live stream thôi ạ. Chỉ khách trên live stream thôi ạ. 200 triệu thì anh Phan Cường không thể mua được xe cờ đuôi. Anh ấy không thể mua được. Vì em rất là dễ, làm việc cực kỳ thẳng thắn luôn. Như thế nào là em báo luôn. Anh Phạm Ngọc Linh ơi, 230 triệu bao công chứng ủy quyền cho anh. Quan trọng là anh có dám chốt, có dám vào việc không ạ? Có dám vào việc không anh ơi? Đó. Còn anh Phan Cường ơi, không vào việc với giá 200 được nhá. Anh về à? Xong rồi anh. Đây nhá, xong à. Cờ đuôi 2011 em có này, 2016 em có này, form mới, form cũ em đều có luôn. Anh Phạm Ngọc Linh có dám vào việc không ạ? Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em không được ạ? Đúng 230 triệu, em chỉ chốt 230 triệu trên giá livestream thôi. Còn dưới livestream là 240 triệu em bao hồ sơ. 200 sang tên nhiều không em? Anh ở đâu anh ơi? Anh ở đâu ạ? Anh Phạm Ngọc Linh, anh ở đâu ạ? Anh về sang tên thì không đáng bao nhiêu tiền đâu anh ạ. Mà theo em thấy đấy, tất cả những dòng xe mà biển thủ đô Hà Nội các bác lên để vậy đi. Một vài năm nữa kinh tế mình có này, gia đình mình con cái lớn hơn, mình muốn lên đời xe nhiều chỗ hơn, gầm cao hơn, thì các bác lại bán lại, nó sẽ không bị mất giá quá là nhiều. Biển thủ đô Hà Nội lúc nào cũng là giá ok nhất nhá. Anh Phạm Ngọc Linh ơi, để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nào. Chốt trực tiếp cho em đi nào. Chốt trực tiếp cho em đi nào. Chốt trên livestream ngày hôm nay 230 triệu em bao hồ sơ, à bao ủy quyền cho anh. Bao ủy quyền luôn, là cứ thế là chạy thôi, đổ xăng vào là chạy thôi. Em mới lên màn hình giải trí này, mới lên màn hình giải trí này, mới lên cam lùi này. Ở Nghệ An, ở Nghệ An thì giữ nguyên máy, giữ nguyên anh nhá. Còn nếu như mà anh muốn rút hồ sơ thì 235 triệu em bao hồ sơ. Anh về anh mất thêm tầm 4 triệu nữa là bấm biển ở Nghệ An anh nữa. Ở huyện nào? Ở Nam Đàn, Nghệ An thì anh có thể bấm biển ở huyện nhá. Bây giờ là về huyện bấm rồi anh ạ. Có xe nào tập lái rẻ nhất không shop? À, xe tập lái rẻ nhất thì em có Spark 98 triệu và 85 triệu. Anh Ngọc Anh Nguyễn nhá, để lại số điện thoại cho em nào. Anh Phạm Ngọc Linh ơi, theo em thì anh cứ để biển như thế này, anh chạy thôi, ok luôn. Không cần phải sang tên đâu anh ạ. Mình cứ để như vậy, biển Hà Nội mình đi. Em công chứng ủy quyền cho anh là xe đã là của anh rồi. Nên là anh cứ để vậy anh đi nhá, anh để lại số điện thoại cho em đi nào. Còn 7 chỗ ngồi thì em có đây, một chiếc xe Innova đời 2015, form mới. Innova form mới 2015 đây nhá, em đang bán là 418 triệu. Đời 2015, xe gia đình, máy số zin luôn. Máy số zin xe gia đình. Nội thất, ngoại thất đều đẹp, trần cũng đẹp luôn, trần nỉ zin ạ. Anh Phan Cường ơi, em có xe tập lái nhá, giữ máy giúp em nào. Ba hàng điều hòa tương với ba hàng ghế này. Thân vỏ cứng cáp, Innova 418 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Anh Nguyễn Toàn ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Anh quan tâm mẫu xe nào bình luận phía dưới là ngày hôm nay. Em sẽ tư vấn cho anh luôn. Vừa tư vấn trên livestream vừa xuống nữa em lại tư vấn bằng Zalo nữa. Cho nó dễ vào việc nhá. Bán tải em có bán tải nhá, em có bán tải Coronado. Giữ máy giúp em nào anh Toán, anh Tiến Ké ơi. Ok, anh ơi kết nối trực tiếp qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Và quan tâm mẫu xe gì bình luận cho em ở đây để em tí em xuống live stream em sẽ tư vấn nhé. Em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác nhà mình ạ. Bán tải thì em mới về Ford Everest này. Dòng xe bán tải giá chỉ nhô 2 đồng thôi, vừa mới cập bến đây. Bác nào quan tâm về dòng xe bán tải Ford Everest nhô 2 đồng để lại số điện thoại nhá, vì xe vừa mới về, chưa cập nhật được giá, chưa cập nhật được đời. Giá rẻ đây, dòng xe bán tải giá rẻ cho các bác nhà mình đây. Ok anh Phạm Linh ơi, theo em thì anh cứ chốt trực tiếp trên live stream cho em đi ạ. Vì cái dòng xe này là cực đầm và chắc luôn, bao đâm xô, bao ngập nước. Bớt luôn 15 triệu, em để cho bác nhà mình là 230 triệu. Và em bao công chứng ủy quyền cho anh. Còn nếu như bao hồ sơ là 235 triệu em bao hồ sơ. Anh về có hồ sơ rồi là anh chỉ cần bốc biển Nghệ An đóng thuế là 2% nữa thôi. Là bốc biển mới, biển 37 Nghệ An các bác nhá, là bốc biển 37 Nghệ An ạ. Anh Linh ơi, anh xem lại này. Biển thủ đô Hà Nội là đèn pha là halogen, xin nhan trên hông, la răng thể thao, phanh ABS, nước sơn màu vàng gôn cực kỳ đẹp luôn. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Cam lùi đầy đủ cho em, có đầy đủ cho em nhá.
À, bán tải em có thêm cả Corolado 2017 và 2018 giá trên 300 nhá. Anh em cùng đẩy view chia sẻ cho em nào. Đúng rồi ạ, đẩy view giúp em. À, ngày hôm nay em sẽ live stream thôi, nhưng ngày mai em sẽ có việc bận, em bị nghỉ mất rồi. Nên hôm nay bác nào quan tâm mẫu xe nào thì chốt luôn ngày hôm nay nhá. Chốt luôn trong buổi trưa ngày hôm nay, rất là nắng luôn. Ở đây thì em còn có Kia Morning đây. Kia Morning số tự động đời 2009, em này cũng là bản nhập này. Hiện tại Kia Morning số tự động em có rất là nhiều luôn. Và em đang chào bán với giá là 218 triệu. Biển thủ đô Hà Nội bản nhập nhá, có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 2023. Kia Morning số tự động em đang bán là 218 triệu lên màn hình Android. Sơn si sạch sẽ này, nội thất đẹp luôn. Nội ngoại thất đều đẹp bạn. Có Phi. Anh Mạnh Sáng ơi, Phi gì nhỉ? Fiesta là cái gì? À Fiesta, Ford Fiesta đúng không ạ? Ford Fiesta thì em có đây. Ford Fiesta đời 2011 số tự động đẹp. Và em đang bán với giá là bao nhiêu? 285 triệu. 285 triệu là các bác nhà mình có thể sở hữu một chiếc xe số tự động rồi. Ford Fiesta đây ạ. Rất là hiếm khi về dòng xe Ford Fiesta hatchback như thế này nhá, hiếm cực luôn. Vì xe đi cực kỳ sướng nên là ít bác chủ bán lại lắm ạ. Ford Fiesta em đang bán là 285 triệu, số tự động màu đỏ đẹp, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi đầy đủ rồi, có màn hình Android này. À, Fiat đã không có, dòng đấy em không có anh nhá, dòng đấy em không có ạ, em chỉ có Ford Fiesta thôi ạ. Dòng đấy em tạm hết nhá, em mới về thêm một chiếc xe BMW của Đức, số tự động đẹp màu trắng nhưng giá chỉ có 395 triệu thôi. Bác nào thích xe Đức giá rẻ để lại số điện thoại nhá. Em có BMW thôi, còn dòng đấy của ý em tạm hết rồi. Còn ở đây em có Ford Fiesta này. Ford Fiesta đời 2011, động cơ trang bị 1.6. Và em đang chào bán với giá là 285 triệu đời 2011. Em sẽ bao hồ sơ cho các bác nhà mình nhá. Có bao hồ sơ ạ. Fiat em tạm hết ạ, dòng đấy khó lắm. Dòng đấy nó hơi khoai một chút. Bên nhà em thì nhiều dòng xe cỏ hơn, xe tập lái, xe cỏ và những dòng xe mà 5-600 triệu quay đầu thì dễ hơn anh nhé. Đây, bác nào vừa rồi hỏi em về bán tải này. Bán tải Corolado số tự động đời 2017 em đang bán là 568 triệu. 568 triệu có bán tải Corolado biển tư nhân Hải Dương, nước sơn màu đen đẹp, lên cam 360, xin nhan trên gương, option gọi là miên man luôn. Option gọi là miên man luôn các bác nhé. Cụm đèn pha là auto tự động này. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này. Có cảnh báo va chạm này. Có cho em hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, căn chỉnh tránh lệch làn đầy đủ cho em nhé. À, một chiếc xe bán tải Corolado 2017 568 triệu và máy dầu nhé. Máy dầu ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bán tải máy dầu 568 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Dán hết cành dòng cách nhiệt đầy đủ cho em rồi. Đẩy view đẩy mạnh cho em nào. À, nói chung là dòng của nói chung là ô tô nó nhiều loại dòng xe. Có những dòng xe em chưa tiếp xúc bao giờ anh ạ. Thực chất là bên em nhiều nhất vẫn là Innova này, Morning i10. Những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao như bán tải, Eco thì em nhiều. Có những dòng xe thật sự là khu vực miền Bắc nó sẽ khó bán. Ví dụ như Gia Zip chẳng hạn, nhiều bác quan tâm về Gia Zip nhưng mà rất là khó bán luôn. Không có thì các bác hỏi, nhưng có thì nhiều bác lại không thích đâu. Nên là em không có dòng Fiat đấy anh nhé. Dòng Fiat em không có ạ. Có khả năng trong khu vực miền Nam, miền Trung thì nó sẽ hợp lý hơn và yêu thích dòng đấy hơn khu vực miền Bắc. Mà xe ô tô nó cũng như giống như thời trang đấy ạ. Rõ ràng là trong miền Nam là hợp mốt này, mặc như thế này. Nhưng miền Bắc thì không mặc như vậy nhé. Nên là rất là khó luôn ạ. Anh Mạnh Sáng ơi, anh Mạnh Sáng ơi, thông cảm giúp em nhé. Nhiều dòng xe có thể là em chưa được tiếp xúc. Có thể là dòng bên em nó chậm nên là em cũng không về những dòng đấy mấy anh nhé. Em về nhiều nhất vẫn là Morning i10, Hyundai Getz, Vios, mà những dòng xe cao cấp hơn thì có Kia Rio, Kia mà có Ford Mondeo, Cruise, CDX, rất là nhiều luôn anh ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning biển thủ đô Hà Nội tư nhân 4 số 1 chủ sử dụng từ mới này. Nước sơn màu xanh, xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Em đang bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 198 triệu. Màn hình giải trí đề lổ thông minh số tự động. Và em đang bán đây ạ, 198 triệu có Kia Morning ạ. À, Fortuner em tạm hết rồi anh ơi. Fortuner em tạm hết rồi anh là đồ sợ Đỗ Sơn ơi. Fortuner em tạm hết nhá. Đây là Captiva không phải Fortuner ạ. Fortuner em chốt rồi. Hôm trước có một chiếc Fortuner 211 máy dầu thì em bán mất rồi. Còn đây em mới về thêm Captiva màu đen biển 89 này.
Captiva đời 2009 và em đang bán là 228 triệu đây. Captiva lên màn hình Android, điều hòa auto, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, cái nội thất bên trong màu kem đẹp đây. Fortuner máy dầu em bán rồi anh Tùng Anh ơi, em có khách chốt cọc mất rồi. Em còn Captiva nhé, máy dầu thì em còn những dòng xe bán tải này. Captiva máy dầu vừa rồi cũng chốt rồi. i10 giá sao? i10 thì em đang về một chiếc xe i10 2016. Bản đủ 279 triệu, bản thiếu 2015 thì em có ạ. Quay 7 chỗ đi bạn. Ok, bác Lúc Trần giữ máy giúp em nào. Em sẽ quay nốt chiếc xe Getz này nhá. Hyundai Getz là một những dòng xe mà các bác yêu thích rất là nhiều. Hyundai Getz đời 2010, nhập hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị là 1.1. Và em đang bán chiếc xe Hyundai Getz 5 chỗ ngồi, nhập hàn này là 160 triệu ạ. Hyundai Getz 160 triệu có Hyundai Getz này. Dòng xe 7 chỗ thì em có một là Innova này, hai là Chevrolet Orlando này, ba là Captiva. Hôm nay em Hương còn về thêm cả Captiva đời 2010 màu trắng số tự động nhá. Đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chim ấy. 7 chỗ đây em có Innova form mới 2015 biển 20 đây. Form mới 2015 em đang bán là 418 triệu máy số zin, xe gia đình. Nếu như bác nào không thích xe Innova số sàn ạ, con nào 150 ạ. 150 em có nhá, 150 em có một là Morning nhá, Morning số sàn có 130 triệu thôi. Morning tự động màu đen cũng có 155 triệu thôi, giữ máy giúp em nào. 7 chỗ thì em có một là Innova này, hai là Chevrolet Orlando. Chevrolet Orlando biển 90 mấy đây. Biển 90, nước sơn màu trắng đẹp, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Và em đang chào bán chiếc Orlando 7 chỗ này với giá là 435 triệu. 7 chỗ ngồi em có Orlando này, Kia Carnet này, Innova này và Captiva các bác nhá. Anh ơi để lại số điện thoại nào. Các bác ơi đừng quên những để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Anh Đào Hồng ơi, Morning tự động 155 triệu màu đen, Morning số sàn 130 triệu, Hyundai Getz 160 triệu, rất là nhiều luôn, để lại số điện thoại cho em nào. Orlando thì còn có cả cửa sổ trời nhá, điều hòa auto, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.8 và em đang bán là 435 triệu cho siêu phẩm Chevrolet Orlando, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, điều hòa độc lập hai vùng đây. Nội thất, ngoại thất đẹp, rộng rãi, thoải mái cho em có Orlando ạ. Có cờ rui màu bạc không người đẹp. Cờ rui thì em có màu trắng này, màu đen này và màu vàng gôn. Màu vàng gôn được không anh? Mazda 3 em có nhá, Mazda 3 em có này. Anh Chin Đại ơi, cờ rui thì không có màu bạc nhưng mà Vios hoặc Avel được không ạ? Avel màu bạc 165 triệu. 165 triệu đời 2011 có Avel nhá, 2011 số sàn. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi có Avel này. Còn cờ đuôi thì em có màu vàng gôn này, màu đen này, đấy, màu đen này, màu trắng này. Rất là nhiều cờ đuôi luôn các bác nhé. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi 2011 biển thủ đô Hà Nội, em đang bán là 245 triệu màu vàng cát này. Biển thủ đô Hà Nội màu cờ đuôi màu vàng gôn 2016 form mới máy zin 335 triệu này có cờ đuôi này. Vừa rồi anh nào hỏi em Morning này. Morning số tự động đời 2006, xe gia đình cũng chỉ có 155 triệu thôi. Rất là nhiều nhá. Morning 130 triệu giữ máy giúp em ạ. Anh Đại ơi để lại số điện thoại nào. Anh Lúc Trần ơi để lại số điện thoại nào. Anh Đào Hậu ơi để lại số điện thoại nhá. Vì vừa rồi em có quay qua Morning 130 triệu rồi. Ở đây thì em còn có cả Chevrolet cờ đuôi màu đen đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đi đầm chắc như là Camry luôn. Mà giá thì bao nhiêu, em này đời bao nhiêu nhỉ? Em này là đời 2010 và đăng ký 2011. Em này là Lacetti CDX rồi, độ lên form Cruy. Lacetti CDX số tự động đời 2010 và đăng ký 2011. Em đang bán chiếc xe số tự động này với giá là 255 triệu. Cụm đèn pha auto, vô lăng tích hợp các phím bấm này, số tự động đẹp. Màn hình Android củ số phanh tay sắc nét, cửa sổ lắp đầy đủ cho em ạ. 255 triệu có Lacetti CDX đời 2011 nhá. Đời 2010 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 đây.
Form này là form cờ đuôi nhưng em nó là Lacetti CDX nhá. Lacetti CDX ạ, giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 255 triệu thôi. Chào Hoàng Hải nhá. À Hoàng Hải ơi, tí nhắn tin chị bảo cái này nhá. Ok ạ, 250 triệu tư vấn số tự động ạ. Không thủy kích ngập nước 2015 trở lên. 250 triệu em có thể tư vấn cho anh không thủy kích, không ngập nước, nhưng 2015 trở lên thì không có đâu anh ạ. Không có 2015 trở lên mà số tự động. Kia Morning 130 triệu đây các bác ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Kia Morning 130 triệu em quay lại nhá. Biển 26 đây, số sàn đây. Các bác ơi để lại số điện thoại nào. Anh Đào Hồng ơi, anh Đào Huy Đoàn xong ơi, để lại số điện thoại nào. Chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay 130 triệu còn 125 triệu. Bình thường những dòng xe cỏ em chỉ bớt 1-2 triệu thôi, nhưng trên livestream ngày hôm nay 150 khách hàng đang quan tâm và ủng hộ thì em sẽ bớt nhá, 130 còn 125 triệu có Kia Morning. Em này là bản lắp ráp trong nước này. Em có cả bản nhập khẩu nhá, có cả bản nhập khẩu ạ. Xong rồi anh. Và anh về nhá. Đây các bác nhá, 130 triệu có Kia Morning biển 26A đây. Chấm phát ok anh Văn Khương ơi, chấm phát nào, phát nữa đi anh. Phát luôn tục đi anh. Để đẩy view lên giúp em nào, lắng quá các bác ạ. Kia Morning thì em còn có cả biển 37 đây. Em này cũng là đời 2011 nhưng mà em này là bản nhập nhá. Và giá chào bán là 130 triệu. Cụm đèn pha là halogen, có đèn gầm là bi salon. 130 triệu có Kia Morning. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nội thất bên trong màu đen và đỏ kết hợp với nhau. Sạch sẽ gọn gàng có Kia Morning đây. 130 triệu chốt trên này còn 125 triệu em bao hồ sơ. Chào anh Giai Đỗ Cường, chào anh Tiêm Nguyễn, chào bác Loan Trần, chào bác Nguyễn Văn Giỏi nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ở đây thì em còn có cả một chiếc xe Mazda 3 đây. Mazda 3 các bác quan tâm rất là nhiều nhá. Mazda 3 đời 2017 số tự động, phiên bản số tự động này. Em này thì hai chế độ lái, có phanh tay điện tử nhá. Mazda 3 biển thủ đô Hà Nội, biển số hơi hơi đẹp. Biển số hơi hơi đẹp thôi. Nhiều số không nhưng mà sắp xếp không đúng ý của em rồi. Mazda 3 2017 full option em đang bán là 535 triệu. Vừa vào trong. Vừa vào trong đây. 535 triệu có Mazda 3 đây các bác này. Phím mở một trạm thông minh, cửa sổ trời. Phanh tay điện tử, hai chế độ lái, gãy hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Mazda 3 em đang chào bán là 535 triệu bao hồ sơ. Và em bớt trực tiếp cho live stream 10 triệu đồng cho các bác nhà mình khi quan tâm ba Mazda 3 nhé. Em chào anh Giai Nam Anh nào, chào em gái Hương xinh gái. Em chào anh nhé, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Ngô Tiến Toàn, chào em gái, ok. Cảm ơn các anh nhà mình rất là nhiều. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Mỗi bác chấm cho em một chấm nào. Anh Giai Cà Phê Đắng ơi, anh Nguyễn Ngọc ơi, anh Tình Minh và anh Đỗ Trọng ơi, đẩy view lên giúp em nhé. Chào anh Giai Ngô Tiến Toàn này, rất là nhiều mẫu xe luôn. Mà khô khàn cả giọng luôn mà các bác không đẩy view đẩy like giúp em gì cả. Ở đây thì em còn có cho các bác nhà mình một chiếc xe nữa đây, đó chính là em Avante. Một chiếc xe sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Hyundai Avante đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Biển 99, nước sơn màu xám nhé, xanh xám ạ. Hyundai Avante sơn zin cả sàn luôn, còn nguyên sơn zin cho em ạ, máy số zin luôn. Và em đang chào bán là 359 triệu. Hyundai Avante 359 triệu lên cửa sổ trời này. Ghế da cao cấp này, điều hòa auto, 359 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh không mua xe anh mua người được không? Ví dụ bây giờ mà anh mua người thì ai là người livestream mà anh ơi? Hàng buổi chiều trưa từ 11 rưỡi đến 1 giờ là cứ leo nhéo thì ai là người nói cho các bác nghe đây. À, hôm nay em còn về thêm cả Hyundai Avante thì em có hai chiếc này, một chiếc màu xanh xám, một chiếc màu trắng này. Có trả góp không em? Rất là tiếc anh Đức Hoàng ơi, hiện tại bây giờ là không làm trả góp được nhá. Mấy tháng nay đất ảo nó sốt quá, nên ngân hàng đang dừng hỗ trợ trả góp cho dòng xe cũ nhá. Nên giờ chỉ trả thẳng thôi anh ạ. Cứ ưng mẫu xe nào thì em sẽ bớt làm sao cho anh dễ vào việc nhất nhá, bớt sâu nhất có thể để vào việc ạ. Còn không làm góp được rồi. Hyundai Avante thì em có màu xanh xám, biển 99 và biển 17 đây. Biển 17 Thái Bình. Hyundai Avante nước sơn màu trắng đẹp, đời 2013, máy số zin 365 triệu. Hyundai Avante máy số zin 2013 365 triệu. Màn hình Android số tự động đẹp.
ghế da cao cấp trần nỉ nhá. Và Avante sẽ có cửa sổ trời cho em ạ. Avante có cửa sổ trời luôn, 365 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Cờ đuôi à? Cờ đuôi thì em có vừa màu trắng này, màu đen này và có màu vàng gôn này. Ở đây em còn có một chiếc xe cờ đuôi 2016 động cơ trang bị 1.6 đây. Chevrolet cờ đuôi biển 17, nước sơn màu trắng đẹp. Và em đang chào bán với giá là 335 triệu ạ. Anh Tào Hoa, em tạm hết dòng xe đấy nhá. Y10 sedan em có, giữ máy giúp em nào. Chevrolet cờ đuôi 2016, máy số zin, xe gia đình. Giá chào bán là 335 triệu, nước sơn màu trắng, form mới cực đẹp luôn. Lên màn hình Android cảm ứng, vô lăng tích hợp các phím bấm này, ghế da hai màu. Đấy, có đầy đủ đồ chơi công nghệ rồi. 335 triệu và em còn bớt. Y10 sedan hai đầu, ở đây em có hai chiếc này. Đầu tiên là chiếc xe Y10 đời 2016, máy số zin bản đủ 1.2 nhé. Bản đủ 1.2 anh Đức Hoàng ơi, có Y10 đây, biển 98 này. Màu đen đẹp, rất là hiếm khi có Y10 màu đen. Vì đây là cái màu đặt riêng từ nhà máy nhé. Đặt riêng từ nhà máy mới có màu đen ạ. Y10 2016 em đang bán là 295 triệu, bản đủ 1.2. Túi khí an toàn, đề lổ thông minh, vô lăng tích hợp các phím bấm, phanh ABS, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em ạ. Sơn si đẹp luôn nhá các bác, sơn si đẹp này, táp ni khớp, táp lô không khoan đục đây. 295 triệu bản sedan có Y10. Đấy là bản đủ nhá, còn bản thiếu thì đây ạ. Y10 bản thiếu đời 2018 này, em có 3 chiếc Y10 thì chiếc màu trắng về làm dâu Sài Gòn rồi. Chiều ngày hôm trước có lên sóng rồi ạ, về làm dâu Sài Gòn rồi. Còn Y10 màu đen và Y10 màu bạc nhá. Chiếc xe Y10 màu bạc này là lên màn hình rồi, em này là bản thiếu. Bản thiếu sẽ không có phanh ABS và không có túi khí an toàn. Nó là bản sedan hai đầu, cực kỳ đẹp luôn, form mới nhá. 2018 em đang bán là 299 triệu. Bác nào quan tâm về Y10 để lại số điện thoại cho em ạ. Y10 em có đầy đủ này. Túc sơn vừa rồi mới nhận cọc xong nhá. Túc sơn 5 chỗ ngồi gầm cao vừa rồi nhận cọc với Đắk Lắk rồi. Đấy, Túc sơn biển thủ đô Hà Nội chính thức về nhận cọc thủ đô Hà Nội này. Về làm Đắk Lắk rồi. Về làm dâu Đắk Lắk rồi các bác nhá. À đâu, em này là về làm dâu Đà Nẵng, xin lỗi. Túc sơn này về làm dâu Đà Nẵng rồi này. Dừng giao dịch rồi này. Ở đây em còn có Lacetti CDX này. Lacetti CDX biển 20, nước sơn màu đen đẹp. Em đang chào bán là 240 triệu. Em có 2 chiếc nhá. Lacetti CDX em có 2 chiếc ạ. Em này thì chưa lên màn hình này. Và em đang bán là 290 triệu, cửa sổ trời, đề lỗ thông minh, màu đen đẹp, la răng 5 chấu thể thao đây. Có cho em chiếc xe Lacetti CDX ạ. Kia Rio thì em hôm trước có 3 chiếc. Thì chiều tối ngày hôm qua một anh ra bên Hưng Yên ủng hộ em Hương chiếc màu trắng biển 14 rồi. Em còn Rio 2 chiếc biển thủ đô Hà Nội nhé. Chiếc màu đỏ này biển thủ đô Hà Nội em đang bán là 380 triệu, máy số zin. Biển 30F này, máy số zin, có loa trầm rồi này, cảm biến giọng nói đầy đủ rồi. Và em đang bán chiếc này với giá là 380 triệu, bao hồ sơ và vẫn còn bớt thêm này. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào, còn nhiều xe quá các bác ơi, mà không thể thở lỗi. Không thể thở lỗi rồi. Cho anh Đào Thế Lộc, cho anh Dương Văn Thuật, cho anh Trần Văn Tân Tiệp này. Cờ đuôi thì em còn có cả màu đen 2011 đây. Em này thì giá bao nhiêu? Chevrolet cờ đuôi đời 2011, giá cũng như con màu vàng cát kia là 245 triệu. 245 triệu lên màn hình rồi. Nhưng màu đen nó có quá là nhiều rồi, nhìn nó quá là bình thường. Cái màu vàng gôn kia nhìn nó mới sang. Màu vàng gôn nhìn sang, màu đen thì màu quốc dân nhá. Em này là biển 36 này. Và chiếc kia em đang bán là một biển thủ đô Hà Nội nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em các bác ơi, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nhá. Lacetti CDX là đời 2009. Em đang bán là 240 triệu, số tự động ạ. Số tự động ạ. Và em có cả Lacetti màu đen, giá chỉ có 199 triệu thôi. Đó là Lacetti SE số sàn nhá. Còn Lacetti CDX là 240 triệu ạ. Đẩy view lên bác Thúy Ngô, em inbox qua Zalo rồi, chưa thấy bác trả lời đâu ạ. Em kết bạn Zalo rồi đấy ạ. Chào anh Giai Biển Xanh Cát Trắng, chào anh Hiếu Minh, anh Giai Lê Hùng và anh Giang Nguyễn này. Chào anh Dung Nguyễn ạ. Fiat thì em có cả màu bạc nhá, màu bạc 2015, số sàn bản E xịn, em đang bán là 345 triệu. Y10 màu đỏ 229 triệu đời 2016 này. Hyundai Eon đời 2012 3138 triệu.
Hyundai Vios đời 2017 em đang bán là 368 triệu. Rất là nhiều dòng xe này, Accent này, Accent đời 20 Hyundai Accent đời 2016 số sàn 1.6 bản nhập 365 triệu Hyundai Accent số sàn ạ. CX5 màu đen em tạm hết anh em, sơn ơi CX5 tạm hết nhá. CX5 em tạm hết ạ. Ở đây thì em còn có cả La Chevrolet cờ đuôi 2016 nhưng mà form độ nhá. Độ bo on off, độ body, độ cánh gió phía sau. Và em đang bán chiếc cờ đuôi này với giá là 338 triệu ạ, có Chevrolet cờ đuôi. CX5 tạm hết ạ, nhưng em có Kia Sportage nhá. Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp, nhìn form dáng và option nhiều hơn CX5 rất là nhiều. Nhưng giá chỉ có 430 triệu thôi. Full option đời 2010, số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao. Đây ạ, Kia Sportage màu đen này. Đề lỗ thông minh, vô lăng tích hợp các phím bấm này, khóa cầu V-Side, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, điều hòa auto, cửa sổ trời full HD, ghế da cao cấp đầy đủ cho em rồi. Và có ghế lái là ghế lái chỉnh điện đây, có cả màn hình gối luôn nhá. Mà giá chỉ có 430 triệu thôi. Có 430 triệu thôi ạ. Vios số tự động dưới 300 em tạm hết nhá. Tự động dưới 300 thì anh có thể cân đối cho em về một là Morning này, hai là La City CDX nhá. Y10 đây, Y10 đời 2015 nhưng form 2017 đây. Số sàn bản thiếu, nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Em đang bán là 215 triệu. Bác nào quan tâm về Y10 thì không thể bỏ qua đâu. Có cả Hyundai Accent màu trắng 2018 này. Giá chỉ nhờ chưa đến 400 nhá, chưa đến 400. Bán tải thì em còn bán tải Triton nhá, bán tải Triton 2016 máy số zin. Em đang bán là 469 triệu máy dầu một cầu ạ, có bán tải Triton ạ. City em tạm hết rồi anh Trần Khoa ơi. City hôm trước có một chiếc 2016, xe đẹp gia đình nhưng mà em chốt cho khách ở bên Hải Dương luôn rồi. Em còn Civic được không ạ? Honda Civic hiện tại em Lê Hương đang có 2 chiếc nhá. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại nào, kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790, em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhá. Civic đời 2007 em đang bán là 250 triệu. Động cơ trang bị của em nó là 1.8 này. Có Honda Civic, màn hình Android cảm ứng, đề lỗ thông minh. À, em này chìa khóa nhá, không có đề lỗ đâu. Màn hình Android cảm ứng này, điều hòa mát lạnh hai vùng. Civic 2007 1.8, một dàn lốp mít số tự động 250 triệu. Em còn có cả Civic 2010 318 triệu nữa, cũng là số tự động nhé. Và một dàn những dòng xe máy dầu như Kia Sorento, Kia Sorento em đang bán là 535 triệu đời 2010. Vios tự động thì em tạm hết đời tầm 300 nhá. Em có một chiếc đời 2020 vừa vẫn đang đi vừa để bán, nhưng mà con đấy giá nó hơi cao một chút. Con đấy giá nó là 550 triệu cơ. Gần 550 triệu cơ, bản 2020. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những đầu xe. Thật sự em muốn báo giá thêm một chút vì ở nhà vẫn còn rất là nhiều. Ví dụ như Vios 2015 này, Vios 2017 này, Vios 2012 này, em về rất là nhiều nhưng mà thời tiết nó lắng quá các bác ạ. Sức khỏe của em không thể đủ để chạy hết được cái buổi trưa ngày hôm nay. Chào anh Phạm Doanh này, chào anh Phạm Doanh, chào anh Nguyễn Lợi, chào anh Phạm Tuấn nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng rất là nhiều những mẫu xe, giá cũng chỉ loanh quanh 100 triệu hay là chưa đến 100 triệu là các bác có thể mua xe ô tô rồi. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em. Kết nối qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Còn buổi trưa ngày hôm nay thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây ạ. Bác nào quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em cũng như để lại số điện thoại, hoặc có thể đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em Lê Hương sẽ cho các bác nhà mình xem xe này, chạy thử xe, cảm nhận chất lượng xe trước khi các bác ra quyết định có mua xe hay không. Còn bác nào ở xa, ví dụ như các bác trong khu vực miền trong, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Bình Dương, Đắk Lắk, Kon Tum chẳng hạn, các bác xa quá không thể đến xem xe trực tiếp được thì hãy tin tưởng tuyệt đối ở em Lê Hương nhé. Về giá, về chất em đều bao tiết tất thị trường cho mình. Em rất là nhiều khách xa, rất là nhiều khách xa đã mua xe của em, ủng hộ em rất là nhiều xe, vài trăm mẫu xe rồi, đều ship xa, ship online hết. Nên các bác cứ yên tâm, khi mà các bác ở xa quá thì em sẽ gửi video kết bạn Zalo, tình trạng xe như thế nào thì em Hương sẽ báo như vậy cho mọi người. Nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Chào anh Nguyễn Tấn Dê, chào anh Nguyễn Minh Khánh ạ, chào anh Chu Quang và anh Phan Lợi, anh Đỗ Khiên này.
để lại số điện thoại cho em nào. Để lại số điện thoại và kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Bên em có những dòng xe chỉ từ 58 triệu, 80 triệu, 90 triệu cho đến 5, 6, 700 triệu quay đầu nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Mặc dù còn rất là nhiều khán giả, khách hàng mới vào, nhưng mà thật sự em nói hơn một tiếng rồi, nó lắng quá em không thể chịu được. Em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé. Chào bác Long Hoàng và bác Hoàng Thế vào ngày mai 11:30 ngày mai thì em xin phép cả nhà mình em dừng buổi. Ngày mai em sẽ nghỉ buổi nay nhé, vì ngày mai là em có việc nên em sẽ phải nghỉ buổi ngày mai. Ngày mai em phải đi Hà Nội sớm để bắt một chiếc xe cờ đuôi 2011 màu trắng nữa, nên là em sẽ nghỉ buổi báo giá vào ngày mai. Ngày kia, ngày chủ nhật thì em sẽ lại lên buổi báo giá trực tiếp vào lúc 11:30 các bác nhé. Chào anh Giai Trương Nguyễn này, em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại và kết nối Zalo cho em 0354602790. Đến xem xe trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ em xin phép được dừng buổi live ở đây. Những bác nào vừa rồi để lại số điện thoại, bây giờ em sẽ tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.